Vi Vũ xin được mến chào các quý thính giả của kênh HT Chuyện Ngôn Tình. Sau đây sẽ là những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Dâu Chán Nản Gặp Tình Yêu Đích Thực. Trước khi vào nghe chuyện thì mọi người nhớ ủng hộ Vi Vũ bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn nào nhé. Chúc mọi người có những giờ phút nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Tập số 23 Khánh khanh mò mẫm cửa Giờ khác này cô thực sự sợ chết Cô còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ Cô và Duy Khiết còn chưa tổ chức hôn lễ Nhất định phải sống sót Không thể nào Nếu như cô ta thực sự muốn giết chúng ta Thì chúng ta đã chết rồi Giam cầm chúng ta ở đây Có nghĩa cô ta vẫn còn mục đích khác Bác sĩ Hà ngồi bệt xuống đất Giọng điệu có chút khác thường Nhưng đã lâu như vậy rồi Cô ta vẫn chưa xuất hiện Hành Hành có chút lo lắng Đến cả việc có phải là Hồ Tiêu Lương hay không, cô không còn chắc chắn. Có thể là còn có người khác nữa. Mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với Hồ Tiêu Lương không nhiều, nhưng với kinh nghiệm của tôi, người phụ nữ này rất mưu mô. Muốn giết thì cô ta cũng chỉ giết tôi. Còn cô, nhất định cô vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên đừng lo lắng, nhất định cô sẽ không sao. Nhưng chỗ này lạnh quá, nếu như cô ta đến muộn E rằng chúng ta không chết đói chết khát ở đây thì cũng sẽ chết lạnh. Khánh Khánh cũng không muốn bi quan như vậy nhưng thực sự nơi này rất lạnh. Đợi thêm đi. Không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hãy nghĩ tới chồng cô. Nếu như cô chết thật người phụ nữ kia nhất định sẽ hại anh ấy. Đến lúc đó. Không, không được. Duy Khiết không thể nào ở bên cô ta được. Tôi tuyệt đối không để cô ta làm hại Duy Khiết. Khanh Khanh đứng bật dậy. Cô bắt buộc phải hoạt động để bản thân không bị lạnh. Nhưng như vậy sẽ mất sức rất nhiều. Cô không biết bản thân có thể chống chịu được bao lâu. Cô Lăng à? Cô không thể cứ chạy mãi được. Như này rất tốn sức. Hơn nữa càng dễ bị ngã. Bác sĩ liền khuyên nhủ khi nghe thấy tiếng bước chân của Khanh Khanh. Nhưng mà thực sự tôi rất lạnh. Tôi... Xuyệt, có tiếng động. Bác sĩ huyết khanh khanh rồi nói khẽ với cô. Khanh khanh nín lặng, dường như thật sự có tiếng động. Nhưng trong bóng đêm này, bọn họ vốn không nhìn được gì. Mà cứ coi như có người đến thì sao chứ? Có thể trốn ra ngoài được sao? Cô lăng, cô nghe cho rõ này. Lát nữa sau khi bọn chúng vào hết đây, tôi sẽ giữ bọn chúng. Cô hãy chạy thật nhanh, cho dù thế nào cũng phải chạy ra ngoài. Bác sĩ Hà kéo khanh khanh đứng về phía sau cánh cửa. Vậy ông thì sao? Cô không cần lo cho tôi, chỉ cần cô có thể ra ngoài thì tôi sẽ không sao. Đến lúc đó cô hãy tìm thêm người tới cứu tôi. Bác sĩ ân cần đáp. Nhưng mà tôi bị bệnh tim không chạy nhanh được. Cô nhất định phải chạy ra ngoài. Đến rồi, đừng nói gì nữa. Bác sĩ nói rồi bước nhanh vào trong bóng tối coi như đây là điều ông ta làm để chuộc tội, để sám hối với những chuyện ông ta đã từng làm. ốn nạn, hai người đó chết chưa không biết, sao không có chút tiếng động nào vậy? Cánh cửa bật ra, nhưng cũng không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có ánh sáng chiếc đèn pin đảo qua đảo lại, nghe có vẻ như có hai người tim khanh khanh đập thình thịch, cô thực sự không xác định được bây giờ là mấy giờ, cũng không biết đang ở đâu thực sự có thể thoát ra ngoài sao cứu tôi cứu tôi trong bóng tối vang lên giọng cầu cứu yếu ớt của bác sĩ thanh khanh giật mình đang định chạy qua đó nhưng ánh đèn lại chiếu qua phía bác sĩ không phải chứ mày qua đó xem thế nào hai người bước vào đùn đẩy lẫn nhau mày đi đi cùng đi hai người cùng nói từ từ tiến lại gần bác sĩ thanh khanh hiểu rồi là bác sĩ đang cố ý Nhân cơ hội này, cô vẻ thoát ra ngoài bằng được. Nhìn cánh cửa đang rộng mở, Khanh Khanh rất muốn ra ngoài, nhưng không thể mặc kệ bác sĩ ở đây một mình được. Cô lăng, chạy mau, nhanh. Giữa lúc Khanh Khanh đang do dự, bác sĩ dùng sợi dây trói Khanh Khanh trước lúc quấn chặt vào hai tên đó, vừa quấn vừa hét lớn. Nghe thấy bác sĩ hét lên, Khanh Khanh không thể tiếp tục do dự được nữa, liền cất bước chạy thẳng ra ngoài. Trong lòng cô thầm nhủ, bác sĩ Hà, ông nhất định phải cố gắng chịu đựng, tôi nhất định sẽ tìm người tới cứu ông. Nhanh, mau đuổi theo cô ta. Khanh Khanh nghe thấy giọng nói phía sau, cố gắng leo lên trên, leo tới cầu thang thì mới biết, thì ra đây là một nhà máy bỏ hoang, hơn nữa dường như cũng không phải trong nội thành, bốn phía vô cùng yên ắng thật khiến người ta giật mình. Cũng may bây giờ không phải buổi tối, ít nhất có thể nhìn rõ chạy về hướng nào. Đứng lại, đứng lại. Tiếng hét phía sau ngày một gần, anh Khanh không biết chạy đi đâu, chỉ có thể chạy thẳng ra đường. Nhưng cô sắp kiệt sức rồi, cô rất sợ. Sau khi quay đầu nhìn lại, thấy khoảng cách không tới 10 mét, thì càng cắn chặt răng mà chạy. Nhưng không ngờ trên đường đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe con màu đen. Tiếng xe phanh gấp chói tai. Nỗi sợ hãi bủa vây khanh khanh. Cô chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, cả người cứ như bay lên trời. Tên đuổi theo khanh khanh, thấy cô bị xe đụng trúng thì vội vàng lùi về. Người bị hất lên cao như thế, đoán chừng là không sống nổi nữa rồi. Ít nhất cũng coi như có cái để báo cáo. Thị, thị trưởng, không xong rồi. Chúng ta đâm vào người ta rồi chiếc xe dừng lại tài xế từ trong xe bước ra thấy khanh khanh bị đâm hất văng lên rồi lại rơi xuống thì sợ hãi vô cùng mau cứu người người đàn ông trung niên trong xe bước ra thúc giục đáp cứu khanh khanh nằm trên mặt đất dùng ý chí cuối cùng xót lại để xin người ta đi cứu bác sĩ hà nhưng cơ thể dường như không phải của mình nữa rồi trong phút chốc ý thức như bị bóng tối bao trùm mau đưa người ta vào bệnh viện. Người đàn ông trung niên bước từ trong xe ra thúc giục. Thì ra ông ấy là thị trưởng vương mới nhậm chức cách đây không lâu. Hôm nay tới đây thăm nhà máy bỏ hoang này xem còn có giá trị sử dụng để đầu tư hay không. Không ngờ vừa tới đây đã đâm vào người ta rồi. Vâng, thị trưởng, cô gái này bị thương rất nặng. Thư ký của thị trưởng nhìn khanh khanh, toàn thân đều là máu, thì trái tim cũng nguội phân nửa nếu như để người khác biết xe của thị trưởng đâm trúng người, vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Không cần biết là nặng ra sao, không cần phải cứu sống người ta. Mau, cứu người là chuyện gấp. Thị trưởng mặt mày bình tĩnh, uy nghiêm nói. Xe của thị trưởng dừng bên ngoài bệnh viện nhân tế. Bác sĩ lập tức ra để khanh khanh vào phòng cấp cứu. Thị trưởng, ngày về trước đi, ở đây giao lại cho tôi là được rồi. Thị trưởng Vương đang định xuống xe thì bị thư ký ngăn lại. "Mọi người quan trọng, cậu lại bảo tôi quay về. Cậu lập tức sắp xếp, hoãn mọi việc hôm nay đi. Cô gái này là bị thương là tại tôi, tôi nhất định phải đợi cô ấy ra ngoài, xác nhận cô ấy không sao rồi mới rời khỏi đây." Nhưng mà thị trưởng không nhường nhị gì hết. "Cậu lập tức thông báo cho gia đình cô gái này đi, là chúng ta sai, chúng ta phải chịu trách nhiệm." thị trưởng dạy dỗ thư ký thị trưởng lúc này là cô gái này tự xông ra chúng ta không cần nói gì hết mau chóng thông báo cho gia đình cô ấy biết tôi đi đến phòng phẫu thuật đợi trước thị trưởng cắt lời của thư ký không cần biết lý do là gì cũng đều không quan trọng bằng mạng sống đây không phải là lúc để trốn tránh trách nhiệm cứu người mới là điều quan trọng nhất trong phòng phẫu thuật bác sĩ đang cố gắng Thanh Khánh cũng đang vật lộn với thần chết. Cô bị thương rất nặng, gãy ba xương sườn. Hơn nữa, có một khúc bị gãy, đâm thẳng vào phần phổi. Lúc đến đây mạng sống đã vô cùng yếu ớt rồi. Bác sĩ cũng không nắm chắc được phần thành công. Và lại, thị trường đứng bên ngoài, đợi nên áp lực càng lớn. Đã 10 giờ tối rồi, nhưng hồ tiêu lương không những không xuất hiện, mà thậm chí điện thoại còn tắt máy. Lăng Duy Khiết vô cùng tức giận. Người phụ nữ này còn dám giở trò với anh. Duy Khiết, cậu định đi đâu? Nhìn kim đồng hồ đã điểm 10 giờ, lòng Duy Khiết vẫn nộ đứng dậy. Hạ Dụng vừa thấy thế, thì tiến tới ngăn anh lại. Tôi đi tìm hồ tiêu lương. Cho dù có phải lục tung nhà cô ta, thì tôi cũng phải tìm cho ra khanh khanh. Lòng Duy Khiết không thể chịu đựng được nữa rồi. Nếu như vẫn không tìm được thấy khanh khanh, anh sẽ điên mất. Hơn nữa, hai đứa trẻ cũng sẽ điên kết cậu đừng quên hồ tiêu lương không chỉ riêng hồ tiêu lương mà cô ta còn là người của phó thị trưởng tôn từ xưa tới nay dân không đấu nổi quan chẳng lẽ cậu không muốn lăn lộn ở cái thượng hải này nữa hay sao vậy thì đã sao cô ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số người tình của ông ta cậu nghĩ ông ta sẽ vì một người phụ nữ mà dám làm gì tập đoàn lăng vân sao mà cho dù ông ta có muốn thì cũng không có cái bản lĩnh đó Lăng Duy Khiết cười lạnh, anh vẫn còn chút tự tin về điều này. Nói thì nói vậy, nhưng đương nhiên tốt nhất vẫn không nên đụng tới. Nhất định vẫn còn cách khác, không phải cậu đã cử thám tử đi điều tra rồi sao? Nhất định sẽ có tin tức. Hạ Dũng vẫn nhẫn nại khuyên nhủ, anh khanh quan trọng, nhưng đối với đàn ông mà nói thì phụ nữ hay sự nghiệp cũng đều quan trọng. Nếu như Lăng Duy Khiết thực sự đi tìm Hồ Tiêu Lương, vậy nhất định sẽ mạo phạm tới phó thị trưởng tôn. Uống hồ lần trước đã gây thủ chuốc oán ở buổi đầu giá, lần này không được hành động theo cảm tính nữa. Tôi đợi không nổi nữa rồi, bây giờ trời lạnh giá rét thế này, cậu có thể đảm bảo khanh khanh sẽ không có chuyện gì không? Hạ dụng bất động, môi khẽ mấp máy, nhưng lập tức ngậm lại. Anh ta không thể đảm bảo, phụ nữ một khi đã điên lên, thì không ai dám đảm bảo rằng bọn họ sẽ làm những gì. Hơn nữa bây giờ, Hồ Tiêu Lương còn có dấu hiệu như kẻ điên. Lăng Duy Khiết đẩy Hạ Dụng ra rồi đi khỏi. Hạ Dụng không ngăn lại nữa bởi vì anh ta ngăn không nổi. Cũng bởi vì anh không dám đảm bảo. Nếu lỡ như Khanh Khanh thực sự xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không chịu trách nhiệm được. Trước mắt, chỉ có thể mong chờ Hồ Tiêu Lương biết thức thời một chút, hoặc là người bọn họ có thể tìm ra Khanh Khanh lăng duy khiết đến chỗ của hồ tiêu lương không ngờ phó thị trưởng tôn cũng đang ở đây tổng giám đốc lăng muộn thế này rồi anh tìm tôi à đây là nơi ông ta che giấu nhân tình lăng duy khiết xuất hiện ở đây cũng có nghĩa là anh biết điều này đối với phó thị trưởng mà nói thì là một điều cực kỳ không an toàn phó thị trưởng tôn cũng ở đây à tôi đến tìm hồ tiêu lương lăng duy khiết quả thật không ngờ đến phó thị trưởng tôn cũng ở đây có điều, nếu như ông ta đã ở đây thì nhiều việc sẽ dễ nói hơn rồi." Đứng trước mặt phó thị trưởng, Lăng Duy Khiết tin rằng Hồ Tiêu Lương sẽ không dám không thả người. Phó thị trưởng Tôn không tức giận, cũng càng dễ hiểu hơn. Lúc nói chuyện, còn mời Lăng Duy Khiết vào nhà, mặc dù đã không còn sớm, nhưng đứng trước cửa thế này cũng làm người khác chú ý. Hai người quen nhau từ trước rồi à? cô ta từng là vợ của bố tôi phó thị trưởng tôn tôi đến không vì lý do gì khác chỉ hy vọng là cô ta có thể thả vợ tôi ra phó thị trưởng tôn này không biết tội bắt cóc phải ngồi tù bao lâu bắt cóc lằng duyệt khiết cậu nói bừa gì vậy ai bắt cóc ai chuyện này thì có liên quan gì tới hồ tiêu lương phó thị trưởng tôn ngày càng mất bình tĩnh Xã hội hiện nay, đàn ông có tình nhân là chuyện bình thường. Nhưng ông ta là phó thị trưởng. Nếu như tình nhân của ông ta đã từng lấy một danh nhân thì lại là một chuyện khác. Chính là Hồ Tiêu Lương. Ngày hôm nay, cô ta lập mưu lừa vợ tôi đến bệnh viện đồng tế. Do đó nhân cơ hội này bắt cóc vợ tôi. Phó thị trưởng nếu không tin, có thể tự hỏi cô ta. Lăng suy khiết chỉ về phía Hồ Tiêu Lương ở bên trong. Người mà anh không có chút tình cảm gì tiêu lương có chuyện này hay không phó thị trưởng tôn quay người lại chất vấn hồ tiêu lương ở bên trong tôn huy em không nhàm chán như vậy cũng không có thời gian rảnh rỗi tổng giám đốc lăng không bảo vệ nổi người phụ nữ của mình lại đi đến tìm em đạo lý ở đâu ra vậy hồ tiêu lương nếu như cô thực sự có can đảm vậy thì nói hết mọi việc cô đã từng làm cho phó thị trưởng tôn nghe đi Làng Duy khét nổi giận đùng đùng Sự nham hiểm của người đàn bà này Quả không tầm thường Bất luận thế nào Anh cũng không thể để hồi tiêu lương rời trò Với một người đường đường là phó thị trưởng Cho nên Tiền quay sang nói với phó thị trưởng Phó thị trưởng tôn Chẳng lẽ Ông rất hứng thú với tội phạm giết người ư Lăng Duy khét Cậu láo sược quá đấy Có thế nào thì tôi cũng là thị trưởng Sao cậu lại nói chuyện với một thị trưởng như vậy. Có thị trưởng tôn, ông hiểu nhầm rồi. Người tôi nói đến là cô ta. 6 năm trước sau khi cô ta lấy bố tôi thì đã thông đồng với bác sĩ mưu hại bố tôi. Bây giờ cô ta vì muốn hủy chứng cứ, không những bắt cóc vợ tôi, thậm chí cả bác sĩ cùng phạm tội 6 năm trước cũng sẽ bốc hơi luôn rồi. Lăng Duy khiết cười, đúng như Hạ Dụng nói, dân không đấu lại được quan, cho nên nếu như có thể, anh cũng không muốn đắc tội với vị phó thị trưởng tôn này bởi vậy anh lại tiếp lời phó thị trưởng tôn tôi tuyệt đối không phải vui miệng mà nói ra nếu không có chứng cứ tôi cũng không thể nói như vậy vài ngày trước cô ta nói dối đứa con gái là của bố tôi tôi đành thông qua giám định dna xác định làng duy khiết đủ rồi anh đừng ngậm máu phun người không sai sáu năm trước tôi lấy bố anh nhưng đó là bị bố anh ép hơn nữa mặc dù chúng tôi kết hôn nhưng luôn luôn ngủ riêng dường như hồ tiêu lương đang sợ hãi điều gì đó vội vàng lớn giọng đáp trả lăng duy khiết Phó thị trưởng tôn ông tin không các người rốt cuộc là có quan hệ như thế nào Phó thị trưởng tôn mặt mày tái nhợt mặc dù tình nhân không phải là vợ không cần thiết hỏi về xuất thân nhưng nếu như thật sự giống như những gì lăng duy khiết nói kia thì ông ta chẳng phải là dùng đồ cũ của người khác vứt đi hay sao vậy thì mất mặt quá rồi hồ tiêu lương mặt biến sắc đi đến cái cánh tay của phó thị trưởng tôn giọng điệu như thể oan ức lắm tôn huy anh đừng tin anh ta mười năm trước em với anh ta là người yêu nhưng sau đó chúng em chia tay rồi chẳng qua anh ta ôm hận trong lòng bây giờ lại thấy em với anh ở bên nhau nên sinh ra đố kỵ. Anh ta đang phỉ báng em. Tôn Huy, anh không được tin anh ta. Hồ Tiêu Lương, tôi không có hứng thú phỉ báng cô. Tôi càng hối hận lúc đầu đã quen biết cô. Bây giờ, chỉ cần cô thả khanh khanh lại cho tôi, thì chuyện này tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Những chuyện cô mưu hại bố tôi, tôi đã có đầy đủ bằng chứng cứ xác thực rồi tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý ánh mắt lăng duy khiết sắc lạnh anh không thiên vị phó thị trưởng tôn lại ngu ngốc như vậy người phụ nữ bên cạnh là loại thế nào cũng không nhìn rõ lăng duy khiết cậu to gan lắm lại dám trước mặt tôi uy hiếp người của tôi cậu quả thực quá coi thường luật pháp rồi uy hiếp phó thị trưởng tôn ông cảm thấy lăng duy khiết khó tin nhìn tôn huy còn tưởng rằng ít nhất ông ta có thể nhìn rõ ràng. Không ngờ ông ta quả thực là một người ngu ngốc. Chẳng lẽ không phải sao? Lăng Duy Khiết, đừng ỷ vào việc cậu là doanh nhân, có chút tài sản, thì có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay tôi phải khiến cậu biết thân biết phận. Nói rồi, ông ta cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Nếu như Lăng Duy Khiết khôn khéo, thì anh có thể xin lỗi rồi lập tức rời đi thì sẽ không có chuyện gì rồi. nhưng lần này đầu óc anh như thể có vấn đề vậy, không những không đi, mà ngược lại còn đối đầu trực tiếp với phó thị trưởng tôn. Lòng rìu khét đối đầu với phó thị trưởng tôn. giữa đêm anh bị lôi tới đồn cảnh sát. theo ý của phó thị trưởng tôn, anh phải bị giam giữ nửa tháng. anh không ngờ tên họ tôn đó lại ngu dốt như vậy. lần này không những không cứu được khanh khanh, ngược lại còn khiến bản thân bị nhốt vào đây hạ dụng vẫn luôn đợi tin tức của lăng duy khiết nhưng đợi mãi cũng không thấy gì có chút lo lắng gọi điện thoại cho lăng duy khiết lại phát hiện anh ấy đã tắt máy càng nghĩ càng thấy không đúng lắm quyết định đi xem sao nhưng lúc anh ta đuổi đến chỗ hồ tiêu lương thì không nhìn thấy xe của lăng duy khiết ngược lại nhìn thấy xe của phó thị trưởng cảm thấy có chuyện chẳng lành nên ở im ở đó đợi một mạch tới sáng ngày hôm sau sau khi nhìn thấy phó thị trưởng tôn rời đi thì mới tìm Hồ Tiêu Lương. Cô Lương, xin hỏi tối qua Lăng Duy Khiết có đến tìm cô không? Anh đến tìm Lăng Duy Khiết à, hay là tìm Thẩm Khanh Khanh? Cả hai người? Cô Lương, nếu như cô biết tung tích của Thẩm Khanh Khanh thì xin cô hãy nói cho tôi biết. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần Lăng Duy Khiết đồng ý điều kiện của tôi chỉ cần anh ta và Thẩm Khanh Khanh ly hôn, anh ta sẽ có thể gặp được Thẩm Khanh Khanh ngay lập tức. Hồ Tiêu Lương nói rồi, đóng sập cửa lại. Đợi đã. Hạ Dụng muốn hỏi xem tối qua Lăng Duy Khiết có từng tới đây không? Không ngờ người phụ nữ này lại đột ngột tức giận mà đóng cửa lại như vậy. Đang định giơ tay lên gõ cửa, không ngờ cửa lại mở ra. Lăng Duy Khiết tối qua uy hiếp phó thị trường, bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi nghĩ có lẽ trong vòng 2 tuần tới Anh ta cũng không thể ra ngoài đâu Nếu như anh là bạn của anh ta Thì khuyên anh ta chút đi Chỉ cần anh ta đồng ý với điều kiện của tôi Thì cái gì cũng có thể thương lượng Thậm chí anh ta cũng có thể lập tức được thả Hồ Tiêu Lương đắc ý nói Hồ Tiêu Lương Cho dù nói thế nào Thì cô cũng từng yêu Lăng Duy Khiết Bất kể anh ấy đã nói gì Làm gì Thì nể tình cũ cô cũng không nên bắt nhốt anh ấy vào chứ mặc dù là lần đầu tiên hạ dụng đối mặt trực tiếp với hồ tiêu lương nhưng cái thái độ hung hăng này của cô ta đã khiến anh ấy chịu không nổi nữa rồi tôi đã nói rồi là anh ta uy hiếp phó thị trưởng không liên quan tới tôi tôi khuyên anh mau đi khuyên anh ta đi ôi phá tôi cả buổi tối tôi phải nghỉ ngơi chào anh hồ tiêu lương giơ tay vươn vai trước mặt hạ dụng dường như cố tình muốn để lộ hai bầu ngực nhưng không ngờ hạ dụng đến liếc cũng không thèm liếc đã quay người dạo bước rời đi hạ dụng vội vàng tới đồn cảnh sát nhưng chẳng ngờ lại không thể đưa lăng duy khiết ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ được gặp anh một lần duy khiết rốt cuộc cậu đã làm gì sao lại để bị bắt vào đây tại sao cậu không thể nhịn một chút chứ hạ dụng thật sự dối lắm rồi đến bây giờ vẫn chưa có tung tích của Khanh Khanh, mà Long Duy Khiết thì lại ở đây. Hai vợ chồng đều mất đi sự tự do, mà trong nhà còn có hai đứa trẻ cần phải chăm sóc nữa. Hạ Dụng, đừng nói nữa, tôi phải ra ngoài, tôi phải đi tìm Khanh Khanh, không thể ở lại đây được. Long Duy Khiết buồn bực, gặp phải tên phó thị trưởng ngu rốt kia, thật là đen đủi. Nhưng bây giờ không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Vợ rất quan trọng. Tôi đã nói rồi. Nhưng bọn họ nói đây là lệnh của phó thị trưởng Tôn. Bọn họ không dám làm trái. Nhưng mà cậu yên tâm. Bọn họ nói chỉ nhốt cậu nửa tháng. Hạ Dụng đang nói thì chuông điện thoại vang lên. Hạ Dụng, tôi là Ngô Chí. Dạng sáng hôm nay, có người phát hiện ra xác của vị viện trưởng Hà đó ở một nhà máy bỏ hoang. Nhưng không phát hiện ra thầm khanh khanh. Bây giờ chúng tôi đang điều tra thêm đồng thời điều tra kỹ xung quanh khu nhà máy này phát hiện trên đường ở ngoài nhà máy có rất nhiều vết máu đã thu thập đem đi kiểm tra rồi anh không phải có điều cảnh sát đã tìm ra thi thể của viện trưởng hà đó khanh khanh đâu anh nói cho tôi biết đi khanh khanh không sao đúng không có phải bọn họ đã cứu khanh khanh rồi không mau nói đi hạ dụng cậu mau nói đi nghe thấy viện trưởng hà đó đã chết lăng dưới khiết như sắp phát điên tới nơi tùy khiết cậu bình tĩnh đi đã khanh khanh không sao bọn họ không thấy khanh khanh cho nên cậu không cần lo lắng cậu cứ yên tâm ở lại đây tôi qua đó xem thế nào hạ dụng thấy lòng mình nặng trĩu như thể bị hàng ngàn tảng đá đè nén vậy ban nãy hồ tiêu lương vẫn còn dương dương tự đắc liệu có phải tất cả là do cô ta sắp xếp vậy còn khanh khanh cô ấy ở đâu hồ tiêu lương cũng ra tay với cô ấy rồi à không được tôi phải ra khỏi đây cho dù có bắt tôi có phạt tôi thì tôi cũng phải ra khỏi đây lăng duy khiết nói xong liền chạy thẳng ra ngoài nhưng lại bị cảnh sát bên ngoài bắt quay lại nhìn lăng duy khiết bị áp giải quay về hạ dụng rất tức giận nhưng bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính cho nên anh ta nghiêm túc dặn dò lăng duy khiết duy khiết tôi đi qua đó xem trước Cậu đợi ở đây Nhất định phải bình tĩnh lại Có tin tức tôi sẽ lập tức gọi điện cho cậu Hạ dụng Gọi điện thoại cho con trai tôi Bọn chúng nhất định Có thể tìm thấy Khanh Khanh Nhất định sẽ tìm được Lòng duy kết như mất hết lý trí Anh muốn ra ngoài nhưng lại không đi nổi Anh đã từng thề với trời rằng Nếu như Khanh Khanh có gặp điều gì ngoài ý muốn Thì cho dù Có là phó thị trưởng Anh cũng sẽ khiến ông ta sống không bằng chết tôi biết duy khiết cậu nhất định không được hành động theo cảm tính bây giờ tôi sẽ đi hạ dụng gật đầu lúc này điều mà anh ta có thể làm chỉ là cầu nguyện rằng sẽ nhanh chóng tìm ra khanh khanh nếu như duy khiết nói lâm lâm và duệ duệ có cách vậy anh ta chỉ đành thử vậy hạ dụng vừa lái xe đến nơi xảy ra vụ án vừa gọi điện cho lâm lâm và duệ duệ lâm lâm Bố con tối qua gặp một số chuyện ngoài ý muốn bị bắt giữ rồi. Mẹ con cũng mất tích. Hai anh em các con có cách gì tìm được mẹ khanh khanh không? Chú Dụng nói gì cơ? Bị bắt cái gì? Mẹ con tại sao lại mất tích? Lầm lầm và rệ rệ, kinh ngạc hét lớn lên trong điện thoại. Thế này đi. Lầm lầm rệ rệ, các con bình tĩnh đã. Để chú Phúc đưa các con đến đồn cảnh sát trước bố các con đang ở trong đó. Các con có gì thắc mắc cứ hỏi bố. Chú đi làm chút chuyện trước. Hạ Dụng có chút lo lắng. Ai đứa trẻ này thực sự có thể giúp gì sao? Ngộ nhỡ không giúp được gì hay là cũng mất tích thì phải làm sao? Lâm Lâm, chúng ta đi. Duệ Duệ vừa tắt máy, liền lập tức dắt Lâm Lâm chạy vào phòng. Bọn chúng nhất định phải mang trang bị đi cứu bố. Sau đó lại cùng nhau đi tìm mẹ. Đều tại em, anh đã nói rồi mà Gắn một cái máy theo dõi trên người mẹ Vậy thì sẽ càng dễ tìm người rồi Em cứ không chịu đồng ý Lầm lầm tức giận nói Đừng phí lời nữa Động tác nhanh lên Có thể cầm theo gì thì cầm hết Em sẽ mau chóng tìm ra nơi cuối cùng Mẹ gặp chuyện Duệ duệ đeo ba lô của mình lên Đừng nghĩ nói nhỏ Nhưng khi nó mở rộng Có thể đựng được rất nhiều đồ Trừ súng ra đương nhiên mấy đồ này cũng không khó tìm, trước mắt thì điều khó nhất là đi tìm mẹ. đi. lầm lầm cũng đeo ba lô ở phía sau, hai anh em trang bị đầy đủ đi ra cửa. nhưng còn chưa ra khỏi phòng khách đã bị chú phúc gọi quay lại. chúng ta đi tìm hồ ly tinh hay đi tìm bố? lầm lầm bị túm quay lại, nhìn ra cửa đang nghĩ xem làm sao để ra ngoài mà không bị phát hiện. đồ ngốc đương nhiên là đi tìm hồ ly tinh rồi duệ duệ lướt anh trai một cái bất kể là ai chỉ cần dám bắt nạt mẹ của bọn chúng bọn chúng đều không bỏ qua cho cô ta nhưng em biết lái xe không lầm lầm quay lại nhìn duệ duệ bọn chúng có lợi hại mấy cũng chỉ là trẻ con những cái khác thì cũng được nhưng lái xe thì đầu tiên chân không đủ dài cũng không thể với tới phanh xe hơn nữa nếu như bọn chúng lái xe ra ngoài thì người đầu tiên tìm bọn chúng sẽ là những chú cảnh sát. Không. Nhưng chúng ta có tiền, đi thôi đổ ngốc, chúng ta thuê taxi là được rồi. Đằng nào thì không phải chúng ta không biết địa chỉ của con hồ ly tinh đó. Duệ duệ cứ thế đi thẳng ra ngoài. Đợi đã, tránh mấy chú bảo vệ của bố cũng không phải chuyện dễ dàng. Ai nói chúng ta phải tránh, chúng ta sẽ đi ra một cách quang minh chính đại. Nhanh lên, Duệ Duệ nói, lại một lần nữa thúc giục. Hai đứa tới tìm chú Phúc, rồi từ chú Phúc gọi điện cho Hạ Dụng. Hạ Dụng bảo chú Phúc đưa bọn chúng tới đồn cảnh sát. Cứ như vậy, hai con tiểu quỷ ra khỏi nhà, đường đường chính chính, thoát khỏi sự giám sát của vệ sĩ. Nửa đường, bọn chúng nói dối mình muốn đi vệ sinh, liền xuống khỏi xe chú Phúc. Đường đông, xe chú Phúc muốn đuổi, nhưng cũng không thể để xe mặc đỗ ở giữa đường như vậy được cứ lưỡng lựa một hồi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng hai tên tiểu quỷ đâu. Chú Phúc bất lực chỉ đành lái xe tới đồn cảnh sát, nói cho Lăng Duy Khiết biết việc hai đứa mất tích. Lăng Duy Khiết vừa nghe thấy thế thì không thể nào kìm chế nổi nữa. Đầu tiên anh nói với cảnh sát. Đồng chí, con trai tôi mất tích rồi, tôi phải ra ngoài tìm bọn chúng. Viện anh cho tôi ra ngoài được không? Đợi sau khi tìm thấy bọn nhỏ tôi sẽ quay lại đây. Lòng Duy Khiết cũng không muốn rước lấy phiền phức, nên anh có ý xin cảnh sát trước. Không ngờ, đám cảnh sát này lại vô cùng cố chấp, tuyệt nhiên không đồng ý. Cậu Khiết, xin lỗi, đều do tôi không tốt, tôi nên chú ý hơn, không nên để hai cậu chủ nhỏ xuống xe. Chú Phúc anh nấy vô cùng. Bây giờ cô chủ đã xảy ra chuyện rồi, nếu như hai cậu chủ nhỏ mà gặp điều gì bất chắc, cho dù có chết, ông cũng không biết phải ăn nói thế nào với bố của mình nơi chín suối chú phúc cái này không liên quan đến chú nếu như hai đứa nó tính sẵn rồi thì cho dù là tôi cũng không ngăn được chúng đứng lại Lòng duy khiết anh muốn đi đâu cảnh sát lập tức qua đó chĩa súng về phía anh phải đi tìm vợ và con trai nếu như anh phải nổ súng thì cứ làm đi chuyện này tôi sẽ không cứ thế mà bỏ qua Tôn Huy lạm dụng chức quyền nhốt tôi ở đây, tôi nhất định sẽ khiếu nại về cấp trên. Đằng dưới khiết nghiêm mặt, mọi chuyện đã tới bước này, anh thậm chí còn nghi ngờ chuyện khanh khanh mất tích có liên quan tới Tôn Huy. Một mình hồ tiêu lương, làm gì có ca lớn như vậy? Đằng Duy khiết dứt lời đi thẳng ra ngoài, đưa phúc thế vậy thì vội vàng chạy lại ôm cảnh sát còn hét lớn. Cậu chủ mau đi đi, tìm cô chủ và hai cậu chủ nhỏ là việc gấp, mau đi cùng với tiếng hét lớn của chú phúc còn có tiếng nổ súng nghe thấy vậy lăng duy khiết quay đầu nhìn chú phúc vẫn đang ôm chặt cảnh sát không bị sao nên mới yên tâm đôi chút nhưng anh không thể để chú phúc bị giữ ở đây lập tức quay đầu kéo chú phúc nói chúng ta đi lăng duy khiết anh đúng là coi thường pháp luật nghe thấy tiếng súng các viên cảnh sát bên ngoài đều đổ dồn vào vây quanh lăng duy khiết đội trưởng đội hình sự sáng giọng nói với lăng duy khiết đội trưởng Lâm, nếu như tôi thực sự coi thường pháp luật, ông nghĩ tôi sẽ ở đây sao? Anh là người coi thường luật pháp, chúng ta đều rõ. Hôm nay bất luận thế nào, tôi cũng phải rời khỏi đây. Nếu như các ông muốn nổ súng thì cứ việc. Lăng Duy Khiết đã tính tới điều tồi tệ nhất. Trừ khi anh ngã xuống, nếu không anh nhất định phải ra ngoài. Tôi biết anh không sợ chết, nhưng anh có từng nghĩ rằng cho dù bây giờ anh có ra khỏi đây, dựa vào thực lực của một mình anh thì có thể tìm thấy vợ sao đội trưởng lâm nhíu chặt mày có một số chuyện mọi người trong lòng đều hiểu rõ nhưng ông là người chấp pháp không thể biết luật mà phạm luật tôi có thể khẳng định rằng người bắt cóc vợ tôi và phó thị trưởng tôn có quan hệ với nhau nếu không chỉ có một mình nhân tình của ông ta làm sao có gan lớn như vậy đội trưởng lâm ông cũng là đàn ông nếu như vợ ông mất tích Ông có ngồi im được không? Nếu như ông bị người khác vu oan mà nhốt tại đây, ông có chịu được không? Hôm nay bất luận thế nào, tôi cũng phải ra ngoài. Nếu như các ông muốn nổ súng thì cứ việc. Sau đó, nhắm hướng đi ra khỏi vòng vây. Chân vừa nhấc lên, hàng loạt họng súng, chĩa cùng lúc về phía anh. Chưa nổ súng, anh vẫn tiến về phía trước. Muốn bắt răng duy khiết. Anh không kịp suy nghĩ, càng phản kháng mạnh hơn vùng vẫy giữa bọn họ nhưng tay bọn họ cầm súng chỉ cần tay bọn họ bóp cò thì lăng dưới khiết sẽ phải đi gặp diêm vương giữa lúc này đội trưởng đội hình sự đột nhiên nói lớn các cậu dừng tay để anh ta đi đội trưởng phó thị trưởng tôn muốn chúng ta giam giữ anh ta im miệng để anh ta đi có gì tôi chịu trách nhiệm đội trưởng lâm quát lớn những người đã có vợ con đều hạ súng xuống đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như bọn họ là Lăng Duy Khiết, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Cho nên họ tán thành, nhưng có vài người nếp nghĩ không thay đổi nổi, không chịu bỏ súng xuống. Vẫn dương họng súng đen ngòm về phía Lăng Duy Khiết. Cảm ơn, chỉ cần tìm thấy vợ con, tôi sẽ lập tức quay lại. Lăng Duy Khiết nói tiếng cảm ơn với đội trưởng Lâm. Đội trưởng, Lăng Duy Khiết, đứng lại nghe đội trưởng lâm hét vậy lăng duy khét đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu không ngờ ông lại nói trả điện thoại cho anh ta cầm lấy điện thoại của mình lăng duy khét gật đầu với đội trưởng lâm đưa chú phúc rời khỏi đồn cảnh sát đội trưởng chuyện này nhối như bị thị trưởng truy cứu xuống im miệng các cậu không phải người nữa sao cút về làm việc cho tôi chuyện này tôi sẽ tự mình báo cáo với cấp trên đội trưởng lâm tức giận quát trên xe Lăng duy khiết vừa bỏ chú phúc lái xe tới khu nhà máy bị bỏ hoang vừa gọi điện cho hạ dụng hạ dụng bên đó có kết quả chưa tạm thời vẫn chưa có máu trên đường đã mang về xét nghiệm rồi có kết quả lập tức sẽ báo cho chúng ta duy khiết cậu nhất định phải bình tĩnh phải tin rằng khanh khanh sẽ không xảy ra chuyện gì giọng hạ dụng nặng nề thực ra đã có kết quả kiểm tra mẫu máu đó rồi không phải là máu của viện trưởng hà đúng là của khanh khanh nhưng giờ phút này anh ta không thể nói cho lăng duy khiết biết được nếu không anh sẽ gục ngã mất mặt khác trong lòng mọi người vẫn có hy vọng dù sao thì cũng chỉ là máu cũng không tìm thấy thi thể được rồi tôi lập tức qua đó lăng duy khiết tay nắm chặt điện thoại anh tự thề rằng nếu như khanh khanh gặp chuyện gì bất chắc anh nhất định sẽ khiến hồ tiêu lương và tôn huy phải tuẫn táng cùng phải khiến bọn chúng nợ máu, trả bằng máu. Duy Khiết, cậu đừng qua đây. Bên này phong tỏa hết rồi. Phía cảnh sát đang điều tra. Cậu đi tìm hồ tiêu lương xem. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn là cô ta bắt cóc khanh khanh. Hạ Dụng khuyên nhủ. Anh ta sợ sau khi Lăng Duy Khiết qua đây, sẽ không chịu được đả kích. Lâm Lâm và Duệ Duệ đi nhờ xe tới nhà hồ tiêu lương. Lúc này, Tôn Huy đã đi làm rồi, Hồ Tiêu Lương lại đang ngủ bù. Hai đứa treo vào cửa sổ, mặc dù gây ra tiếng động, nhưng ở đây là khu biệt thự. Chị An khá tốt, nên Hồ Tiêu Lương nghe thấy tiếng động, nhưng cũng không để ý. Đến tận khi hai đứa vào tận phòng ngủ, kể con dao gọt hoa quả vào cổ cô, thì cô ta mới kinh hãi tỉnh giấc. Hồ Lý Tinh, không được hét, còn hét nữa chúng tôi sẽ không tha cho cô hai đứa một trái một phải một con dao gọt hoa quả một con dao găm cùng lúc kể lên cổ hồ tiêu lương cô ta nào dám nhúc nhích cho dù chỉ là trẻ con nhưng mà cô ta cũng không thể xem nhẹ con dao trên tay chúng các cháu muốn làm gì giết người là phạm pháp sau khi nhìn rõ chỉ là hai đứa trẻ hồ tiêu lương trấn tĩnh lại sắc mặt cũng không trắng bệch như ban nãy nữa phạm pháp Ôi Tinh, cô nhốt mẹ tôi ở đâu rồi? Duệ Duệ nhấn mạnh con dao trong tay. Cổ hổ tiêu lương lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ. Cô ta không dám cựa quậy gì thêm. Mặc dù trẻ con dễ bị lừa, nhưng bọn chúng lại càng dễ xúc động. Người lớn làm gì cũng nghĩ tới hậu quả. Trẻ con thì lại rất ít nghĩ tới cái này. Hoàn toàn đều là xúc động nhất thời. Hai bạn nhỏ, việc mẹ cháu mất tích thực sự không liên quan tới cô con xem cô vẫn ngủ nãy giờ ta có thể biết được mẹ các con ở đâu chứ hồ tiêu lương định giả ngơ để lửa hai đứa bé nhưng cô ta lại không biết lầm lầm và duệ duệ vốn không phải đứa bé bình thường hồ Lý tinh cô đừng làm bộ làm tịch ngoài cô ra thì còn có ai hận mẹ tôi đến thấu xương chứ còn có ai bắt cóc mẹ tôi nếu như cô không nói chúng tôi sẽ không khách ký nữa bàn tay cầm con dao của duệ duệ lại dùng lực lần nữa hồ tiêu lương bị dọa tới mức hét lên thất thanh a à, cứu mạng cô còn hết nữa là chúng tôi sẽ không khách ký đâu đúng là loại phụ nữ vô liêm sỉ chỉ biết giả bộ cáo mượn oai hùm nói cho cô biết hai đứa chúng tôi không dễ bị lừa thế đâu hôm nay nếu như cô không thả mẹ chúng tôi ra chúng tôi sẽ cho cô đi gặp thượng đế. Còn dao gọt hoa quả trên tay Lâm Lâm, di chuyển dần lên mặt của Hồ Tiêu Lương. Lâm Lâm ngốc nghếch, anh dùng sai thành ngữ rồi. Đàn ông đều thích phụ nữ to vẻ đáng thương như vậy. Phải là giả vờ đáng thương mới đúng. Duệ Duệ lại đột nhiên sửa lại lời anh trai. Hồ Tiêu Lương thấy hai đứa nhỏ đột nhiên lại bắt đầu đôi co, cảm thấy đây là cơ hội tốt đang định đẩy hai đứa ra, nhưng chẳng ngờ hai đứa đều từng học võ, bản năng tránh những loại tấn công này không hề giống người bình thường. Hai đứa cùng lúc giơ tay ra. Mặc dù Hồ Tiêu Lương ban nãy vì tránh né mà bị thương lần nữa, cùng lúc dùng lực đẩy hai đứa nhỏ ra cũng đã cố gắng hết sức đưa đầu về phía sau, nhưng hai con dao trên mặt và cổ cô ta lại vẽ ra một vệt máu, đặc biệt là mặt, lưỡi dao cắt rất sâu, máu ở cổ lại chảy càng nhanh. Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không có cửa cô lại muốn vào. Lần này anh nói không sai chứ. Hai đứa nhìn hồ tiêu lương đau đớn kêu gào ngã xuống, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại, còn tiếp tục lôi mấy cô thành ngữ mới học ra nói. Hình như là vậy, lâm lâm, anh nói xem cô ta có chết không duệ duệ nhìn hổ tiêu lương mặt đẫm máu nhảy xuống giường nói chết thì thôi đằng nào cô ta là con hổ ly tinh là người xấu lầm lầm vẻ mặt như thể chẳng có gì to tát đáp nhưng chúng ta vẫn chưa hỏi ra cô ta nhốt mẹ ở đâu có cách gì khiến cô ta có thể sống lại không duệ duệ chống tay lên cằm như ông cụ non cái này thì không đơn giản em đợi đã lầm lầm nói cũng nhảy xuống giường một lát sau liền thấy nó bưng tới một chậu nước ào một chậu nước lớn đổ sạch lên mặt của hồ tiêu lương máu chảy ra bị nước dội nhạt mất đi chỉ là khuôn mặt trắng bạch đó lại có thêm vết thương nhìn rất dữ tợn rất ghê tởm a à, đừng giết tôi hồ tiêu lương bị dội nước đá cô ta hét lên chói tai sau đó run rẩy tỉnh lại đúng là rất hiệu quả. Này Hồ Liệp Tinh, mami của tôi đang ở đâu? Thấy Hồ Tiêu Lương đã sống lại, Duệ Duệ liền nhảy lên giường, vút ve con dao găm trong tay, thở phì phò hỏi. Không biết, tôi thực sự không biết, cầu xin các người đừng giết tôi. Hồ Tiêu Lương lạnh tới mức run cầm cập, dù trong phòng có bật điều hòa nhưng cô ta vừa bị rội nước lạnh, đầu tóc và cả người đều ướt, đến cả chăn niệm cũng ướt hết. Lúc này cô ta có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Thực sự không biết hả? Duệ duệ, chúng ta có nên đưa cô ta tới chỗ quỷ sa tăng để quỷ sa tăng dạy dỗ cô ta một trận không? Được thôi, nhưng mà lần này để anh làm. Duệ duệ vừa nói xong, đã dùng con dao găm trong tay rạch một đường thật dài trên phần cánh tay hở ra của hồ tiêu lương, máu lập tức tràn ra ngoài. a à, Tiếng thét chói tai của hồ tiêu lương lại vang lên, bờ môi tím đen không ngừng run rẩy. Duệ duệ, cô ta sẽ không biến thành xác sống ăn thịt chúng ta chứ. Lâm lâm nhìn sắc mặt trắng bạch của hồ tiêu lương thì nghĩ tới ngay xác sống lên tò mò hỏi. Không thể nào, con người phải bị xác sống cắn mới có thể biến thành xác sống được. Em ngồi yên ở đây đi, lần này để anh. Lâm lâm, tránh ra anh tới đây. Không lâu sau, dễ rệ lại bưng một cái chậu nước lớn, lào đảo bước ra. Ào, lại thêm một chậu nước nữa, rội xuống người của hồ tiêu lương. Lúc này cô ta đã không có sức phản kháng, thân thể không ngừng run rẩy Môi trên môi dưới, dường như không thể chạm vào nhau được nữa. cầu xin các người, đừng dội nữa. Đừng dội nữa, tôi nói. Hai hàm răng của hồ tiêu lương lập cập va vào nhau, Lúc này trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ là cô ta không muốn chết. Nếu như cô ta không nói ra thẩm khanh khanh đang ở đâu, thì sợ rằng hôm nay sẽ phải chết trong hai tưới nhỏ này mất. Duệ duệ, thực sự rất có tác dụng. Hồ Lê Tinh kia, vậy cô mau nói đi, ma mì của chúng tôi đang ở đâu? Trên mặt lâm lâm lộ ra nụ cười đắc thắng. Đối với những đứa trẻ ở tuổi này như bọn chúng, thì căn bản không biết cái gì là đúng, cái gì là sai cả. Cũng không biết thế nào là phạm pháp. Rất nhiều hành vi của chúng đều là bắt chước theo các tình tiết trên tivi mà thôi. Thực ra, nếu như ngay từ đầu Hồ Tiêu Lương nói bừa một địa điểm nào nó, thì có lẽ cũng sẽ hù dọa được mấy đứa trẻ này rồi. Nhưng đến lúc này cô ta đã mất đi khả năng suy tính. Cô ta chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là mình không thể chết cũng không thể để hai đứa trẻ này biết Thẩm Khanh Khanh đã chết. Người mà cô ta thuê cáo rằng khi Thẩm Khanh Khanh chạy trốn đã bị xe tông chết. Sau đó cô ta mới để bọn họ đi đến giết viện trưởng Hà. Nhưng mà bây giờ cô ta biết mình không thể nói chuyện này ra được. Nếu như hai cái quỷ nhỏ kia biết mẹ chúng đã chết rồi thì chúng nhất định sẽ không tha cho cô. Không chỉ như thế, sợ rằng chúng còn hàng trăm cách khác để tra tấn cô nữa. Vì thế nên cô ta mới run rẩy Nói mẹ chúng bị vứt Ở một ngôi nhà máy bỏ hoang Mami của tôi ở đó thật sao Lâm lâm nhảy xuống giường Chuẩn bị đi tìm mami Nhưng Duệ Duệ lại đa nghi hơn Cậu vẫn tiếp tục hỏi Đúng vậy Tôi cho người mang cô ta vứt ở kho hàng dưới tầng hầm Các người mau đi tìm cô ta đi Hồ Tiêu Lương cảm thấy mình sắp chết rồi Chết vì đau Chết vì lạnh nếu như hai đứa quỷ này còn không đi thì cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Vậy chúng ta gọi cho ba hoặc chú hạ bảo họ tới đó đi. Lâm Lâm nói xong, liền cầm điện thoại trên đầu giường của Hồ Tiêu Lương lên. Ba ơi, bọn con biết mami đang ở đâu rồi. Lòng Duy khét nghe thấy điện thoại kêu thì lập tức bắt máy. Lúc này anh không hề nghĩ rằng sẽ nghe thấy giọng của bọn trẻ. Cái gì? Lâm Lâm, Duệ Duệ, nói cho ba biết bây giờ các con đang ở đâu. Lòng Duy Khiết trên đường vội vã tới nhà Hồ Tiêu Lương. Nghe thấy giọng của bọn nhỏ, anh vui mừng hỏi. Ở nhà của Hồ Lưu Tinh, ba ơi, ba mau đi cứu mami đi. Hồ Lý Tinh nói, mami bị cô ta nhốt ở kho hàng dưới tầng hầm. Duệ Duệ nói lớn qua điện thoại. Hồ Tiêu Lương ngã xuống giường, hấp hối, trông mong nhìn về hai đứa trẻ đang dùng điện thoại của mình. Ông chút kiêng nể, cầu xin gọi. Xin giúp tôi Gọi giúp tôi một không Duệ duệ các con đừng đi Bà sẽ lập tức qua đó đón các con Lăng Duy khét nhanh chóng Đến chỗ ở của hồ tiêu lương Anh sợ hai đứa nhỏ này chạy loạn Thì sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng nói Vâng vệ ba tới nhanh lên nhé Duệ duệ nhìn hồ tiêu lương ở trên giường Cũng không ý thức được là hồ tiêu lương Có thể sẽ chết Lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy mami của mình mà thôi Gọi 120 à? Hình như là 110 mà. Lâm Lâm nghe thấy Hồ Tiêu Lương nói vậy thì sửa lại. Lâm Lâm ngốc. Cô ta muốn gọi bác sĩ. Nhưng mà gọi 110 thì có tác dụng không? Hay là cứ đợi chút nữa đi, chờ ba đến rồi tính tiếp. Cũng được. Người xấu thường sống lâu. Cô ta là Hồ Ly Tinh. Là kẻ xấu xa, không thể chết được. Duệ duệ để điện thoại xuống đi tới trước giường nhìn chằm chằm vào hồ tiêu lương, giống như đang nghiên cứu gì đó. Lỡ như chết thật thì sao? Chú cảnh sát có bắt chúng ta không? Có khi nào chúng ta bị giam lại không? Giết người thì đền mạng, chúng ta, lâm lâm hay là chúng ta đi thôi. Hai đứa trẻ nói xong, liền này ra ý định chạy trốn. Hổ Lê Tinh, nếu cô chết thật, cũng đừng tới tìm chúng tôi. Ai bảo cô quá xấu, bắt nạt mami của chúng tôi. Lâm Lâm dường như cũng hơi sợ. Cậu bước lên nói với Hồ Tiêu Lương. Đi thôi, chúng ta đi tìm ma mi trước đi. Dù sao Hồ Lý Tinh cũng có chín cái mạng. Cho dù chết một lần thì cô ta vẫn có thể sống được 8 lần nữa. Chúng ta đi tìm ma mi thôi. Duệ duệ kéo Lâm Lâm, dục cậu bé mau chóng rời đi. Bởi vì nhìn Hồ Tiêu Lương giống như sắp chết thật rồi. Lâm Lâm gật đầu. Hai đứa lại bò ra ngoài bằng cửa sổ. Có vẻ chú không nghĩ tới việc chúng hoàn toàn có thể ra ngoài bằng cửa chính. Hai tên quỷ nhỏ kia đi khỏi, Hồ Tiêu Lương bỏ tới muốn cầm điện thoại lên, nhưng lại ngã xuống giường. Bây giờ thân thể cô ta đã cứng ngắc như băng, không còn sức lực bỏ tiếp nữa. Ba, hai đứa nhỏ vừa mới trở qua cửa sổ thì nhìn thấy Lăng Duy khét. đang đi về phía này nên vui vẻ hét to. Lâm Lâm, Duệ Duệ, các con không sao chứ? Nhìn thấy hai đứa nhỏ, Lăng Duy Khiết nhanh chóng bước tới ôm chúng vào lòng. Không sao ạ, à, ba ơi, chúng ta đi tìm mami thôi. Cô ta lừa các con đấy, mami không có ở kho hàng, bây giờ chú Hạ đang ở đó rồi. Lăng Duy Khiết nhìn về phía căn hộ của hồ tiêu lương, anh quyết định tự mình đi hỏi cô ta. À, hồ Ly tinh xấu xa, chúng con muốn đi tìm cô ta. Lầm lầm bị lừa, cậu bé tức giận kêu to, la hét muốn đi tìm hồ tiêu lương báo thù lăng duy khét gõ cửa cả buổi không ai ra mở anh nghi hoặc hỏi duệ duệ vừa rồi các con làm sao mà vào được vào từ cửa sổ ạ lăng duy khiết ngẩng đầu lên thấy cửa sổ bị mở toang thì có dự cảm không tốt hai đứa nhỏ không sao vậy hồ tiêu lương thì sao anh vội hỏi tiếp vậy các con không làm gì cô ta chứ không có chúng con chỉ đe dọa cô ta một chút mà thôi chẳng qua bọn con chỉ cùng cô ta chơi một trò chơi Duệ Duệ và Đâm Lâm cùng nhau tới. Hai đứa trả lời vô cùng ăn ý. Lăng dưới khét nhìn hai đứa nhỏ. Nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn. Nếu như chỉ là chơi trò chơi. Hồ Tiêu Lương phải ra mở cửa mới phải. Nhưng mà gõ cửa cả buổi như vậy rồi, cũng không có người ra. Anh càng cảm thấy không yên tâm. Hiện giờ cô ta vẫn ổn chứ. Chắc là không chết được đâu. Dù sao, cô ta cũng có chín cái mạng mà. Hai đứa. Các con đi vào trước rồi mở cửa ra Ba muốn hỏi xem cô ta Đã làm gì mami rồi Ba ơi Hồ Lý Tinh hình như sắp chết thật rồi Lâm Lâm mở cửa Có chút sợ hãi chỉ vào gian phòng Lăng Duy khét nhanh chóng bước vào Nhìn thấy Hồ Tiêu Lương ngã trên mặt đất Anh cũng không đỡ cô ta dậy Mà chỉ đi tới kiểm tra hơi thở Cứu tôi Cứu tôi Hồ Tiêu Lương nửa tỉnh nửa mê Nghe được có tiếng bước chân thì cố gắng mở mắt ra tùm lấy ống quần của lăng duy khiết hồ tiêu lương nói mau cô nhốt khanh khanh ở đâu rồi lăng duy khiết vẫn không để ý tới cô ta ngược lại còn rút chân về lạnh giọng hỏi cứu tôi hình như tôi sắp chết rồi anh sẽ mãi không thể tìm thấy thẩm khanh khanh nữa đâu hồ tiêu lương gắng gượng cắn răng nói cô câm miệng loại người như cô có chết cũng chưa hết tội trên người cô giờ đã gánh hai mạng người rồi bố tôi còn cả vị bác sĩ hà kia nữa lăng duy khiết phẫn nộ chỉ trích hồ tiêu lương anh rất sợ phải nghe tin khanh khanh gặp nạn không sai đúng là tôi đã giết hai người nhiều hơn một mạng cũng có là gì lăng duy khiết phẫn nộ nhìn hồ tiêu lương nhưng cuối cùng vẫn giúp cô ta gọi một hay không một tiếng sau hồ tiêu lương được tư tới bệnh viện nhân tế đồng thời lăng duy khiết cũng báo cảnh sát Quan zij anh muốn đi tìm Khanh Khanh, nhưng hồi Tiêu Lương lại muốn ở anh. Nhìn hồi Tiêu Lương đang nằm trên giường bệnh, bà bố con họ thậm chí còn muốn ra tay với cô ta, nhưng cảnh sát không tìm thấy Khanh Khanh nên chỉ có thể chờ cô ta tỉnh lại. Bọn họ không hề biết rằng trong một tòa nhà khác của bệnh viện nhân tế, Khanh Khanh cũng đang phải vật lộn với tử thần trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người Khanh Khanh đang cắm đầy các loại máy móc để duy trì sự sống thị trưởng vương đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào thị trưởng bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi chúng tôi đang đi tìm kiếm người nhà của cô ấy hay là ngay về nghỉ ngơi trước đi thư ký đứng bên cạnh thị trưởng anh ta thấy khó hiểu chuyện này nếu phải truy cứu trách nhiệm thì cũng là do lái xe mà vì sao thị trưởng lại cứ kiên trì ở đây như vậy bác sĩ tình trạng của cô gái này thế nào có hy vọng không thị trưởng nghiêm túc hỏi thị trưởng vương cô gái này bị thương rất nặng trong quá trình cấp cứu có lần tim đã ngừng đập rồi tuy rằng cuối cùng cũng cứu sống được nhưng cô ấy có thể tỉnh lại hay không thì rất khó nói những tình huống như vậy trước kia chúng tôi đã từng gặp qua nhưng mà tất cả đều không qua khỏi bác sĩ trả lời một cách thành thật khanh khanh bị thương rất nặng lúc còn trong phòng phẫu thuật bọn họ đã từng muốn từ bỏ nhưng mà ý chí của người bệnh rất kiên cường luôn cố gắng tới cùng Bây giờ có thể hoàn toàn tỉnh lại hay không, không chỉ có thể dựa vào bản thân của người bệnh mà thôi. Nhất định phải cố gắng hết sức cứu cô ấy, không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền." Thị trưởng Vương nhìn Khanh Khanh nói với giọng điệu khẩn cầu. "Thị trưởng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ cần trong vòng 7 ngày người bệnh có thể tỉnh lại thì nhất định sẽ sống sót. Nếu bác sĩ còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của thư ký thị trưởng ép trở lại tiểu lý mau chóng liên hệ với người nhà của người bị thương chuyện này trách nhiệm hoàn toàn là ở chúng ta giọng nói trầm thấp của thị trưởng mang nhiều áy náy thị trưởng yên tâm tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được người nhà của cô ấy bác sĩ nếu như cô gái này có tin tức gì mới hãy lập tức báo cho tôi biết thị trưởng nhìn đồng hồ đeo tay ông ta phải trở về làm việc tiếp Ông đã ở đây suốt buổi tối hôm qua và nửa ngày hôm nay rồi. Không thể tiếp tục ở đây nữa. Được. Xin thị trưởng yên tâm. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài. Bác sĩ cúi đầu cung kính nói. Thị trưởng rời khỏi đó. Thị đành phái thêm một người ở lại trong phòng bệnh trong non khanh khanh. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh ở một tòa nhà khác, cảnh sát đang điều tra hồ tiêu lương. Hồ tiêu lương? Vết thương trên người cô làm sao mà có? vết thương trên người cô ta quá rõ ràng. Người thường cũng có thể nhận ra đây là do người khác làm. Nhưng mà cả Lăng Duy Khiết, Lâm Lâm và Duệ Duệ đều ở đây. Nếu như cô ta nói là do hai đứa nhỏ năm tuổi kia làm, thì nhất định sẽ không có ai tin. Nếu như nói là do Lăng Duy Khiết thì sao đây? Hồ Tiêu Lương nhìn Lăng Duy Khiết, trong lòng có oán hận, có cố chấp, còn có một thứ tình yêu khiến người ta không muốn thừa nhận. Là anh ta, Bồi tiêu lương giơ ngón tay chỉ lăng duy khiết. Lăng duy khiết cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh hiểu quá rõ. Ngoại trừ hãm hại, tổn thương người khác ra. Thì tất cả những thứ cô ta làm đều vì lợi ích cá nhân của mình. Anh lăng, anh có muốn giải thích không? Người chịu trách nhiệm điều tra lần này là bạn học của Hạ Dụng. Nhưng việc vẫn là công việc. Nếu như lăng duy khiết bị tình nghi là hung thủ. Thì anh ta vẫn phải đưa về cục. Tôi không có gì để nói cả. Thì cần cảnh sát các anh điều tra, một chút là rõ thôi. Lăng Duy Khiết không nhớ mày, lấy một cái, anh bình tĩnh trả lời. Ô Lít Tinh, cô nói láo, lầm lầm tức giận muốn đánh hổ tiêu lương, nhưng lại bị Lăng Duy Khiết một tay bắt được. Chú cảnh sát, là ba con gọi điện cứu cô ta, nếu như chú không tin, thì có thể hỏi bệnh viện để xác minh. Hồ tiêu lương, nếu như cô vu khống hãm hại người khác, thì sẽ bị xử lý theo luật pháp đấy tôi hồ tiêu lương cứ tôi tôi cả buổi cuối cùng vẫn không nói được gì hồ tiêu lương cô hãy suy nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc là ai làm cô bị thương như vậy tôi tin việc này cũng không khó lắm nhân viên cảnh sát nói xong thì đứng dậy dường như muốn rời đi cảnh sát lý tôi muốn tố cáo hồ tiêu lương mưu sát người khác Lăng Suy Khiết vừa thấy cảnh sát muốn đi, anh không thể dễ dàng buông tha cho Hồ Tiêu Lương liền nói. Cảnh sát Lý, tôi vô cùng chắc chắn anh ta là người làm tôi ra nông nỗi này. Vợ của anh ta mất tích, anh ta cho rằng là do tôi làm. Sau đó đến nhà tôi, dùng mọi cách uy hiếp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thực tế đêm qua, anh ta cũng đến nhà tôi. Tôi có nhân chứng, không tin các anh có thể đi hỏi phó thị trưởng Tôn Huy của các anh để xác minh. Hồ tiêu lương vừa thấy Lăng Duy Khiết muốn tố cáo mình, thì khẩn trương ngồi dậy, nói lại một lần nữa. Hồ Ly Tinh, đồ không biết xấu hổ. Chú cảnh sát, cô ta là người xấu. Mặt của cô ta là do chó rạch, đồ xấu xa. Cô không biết xấu hổ hay sao, mà còn nói ba tôi, đồ xấu xa. Tôi phải báo thủ cho mẹ tôi. Lâm Lâm tức giận, dãy ruộng muốn đi đánh Hồ Tiêu Lương. Chú cảnh sát, cháu có chứng cứ cô ta thực sự đã bắt cóc mẹ cháu cháu có ghi âm lúc này duệ duệ đột nhiên lấy một chiếc bút ghi âm ra duệ duệ con đang nói bậy bạ cái gì đó mau đưa cho ba lăng duy khiết thấy vậy thì sợ hãi vươn tay ra muốn lấy lại cái bút ghi âm nhưng nó đã bị tiểu lý nhanh tay cầm đi trước rồi tiểu lý tay thì cầm bút ghi âm mắt thì nhìn lăng duy khiết như đang thở dài mặc dù có tình cảm riêng tư nhưng công việc vẫn là công việc. Anh Lăng, tôi sẽ phái người tới đây trông chừng, mời anh theo tôi về cục lấy lời khai, và cả hai bạn nhỏ này nữa. Tiểu Lý nhìn hai đứa trẻ, không biết nên nói thế nào thì mới phải. Có đôi khi, trẻ con thông minh quá cũng không tốt, giống như lúc này vậy. Không thành vấn đề. Vậy Hồ Tiêu Lương thì sao? Cô ta chính là hung thủ đứng sau cái chết của bác sĩ Hà. Đằng Duy Khiết không cam lòng. Anh tin rằng mình sẽ không sao. Nhưng mà Hồ Tiêu Lương có Tôn Hy làm chỗ dựa, cảnh sát dám động tới cô ta sao? Anh Lăng, anh yên tâm đi. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, ai phạm pháp cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Chỗ này, cảnh sát chúng tôi sẽ phái người tới trông coi, cũng sẽ không để cho hung thủ thực sự nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tiểu Lý cam đoan với Lăng Duy Khiết. Lăng Duy Khiết cùng hai đứa trẻ, theo Tiểu Lý, tới cục cảnh sát. Tất nhiên Hồ Tiêu Lương cũng bị giám sát nghiêm ngặt. Chú cảnh sát, thực sự không phải do ba cháu đâu, hồ ly tinh là do bọn cháu đó. Ai bảo cô ta bắt cóc mami cháu. Trên xe, Lâm Lâm vẫn kiên trì giải thích với chú cảnh sát. Mấy người tiểu lý đều bị cậu chọc cười. Sau khi bọn họ mở bút ghi âm lên, nghe được nội dung bên trong thì cười phá lên. Khi đến cục cảnh sát, bởi vì có chứng cứ là cây bút ghi âm, hơn nữa trước khi Lăng Duy Khiết tới nhà Hồ Tiêu Lương, thì anh đang ở cục cảnh sát mà bảo vệ của chung cư cũng có thể làm chứng. Lại còn gọi một hay không, làm Di Khiết có chứng cứ, không có mặt tại hiện trường. Tuy rằng hai đứa trẻ đã bị xác định là người hành hung, nhưng bọn chúng thực sự quá nhỏ, căn bản không có khả năng gánh vác bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào. Quan trọng nhất là cảnh sát đã có đầy đủ chứng cứ tố cáo Hồ Tiêu Lương bắt cóc và mưu sát. Cũng trong lúc đó, bọn họ đã bắt được hai tên bắt cóc, cũng là hai tên hung thủ thực hiện việc sát hại nhưng mà hai bọn chúng chỉ thừa nhận bắt cóc chứ không nhận việc cố ý giết người báo cáo khám nghiệm tử thi cũng chỉ ra rằng viện trưởng hà chết là do bệnh tim tái phát còn về phần thẩm khanh khanh thì cảnh sát vẫn chưa tìm thấy anh lăng anh có thể yên tâm có những chứng cứ này là của chúng tôi có thể khởi tố hồ tiêu lương rồi về phần vợ của anh chúng tôi đã phái người đi điều tra ở tất cả bệnh viện lớn nhỏ mặt khác đồng nghiệp của tôi cũng đang điều tra chiếc xe kia mong anh nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi tiểu lý động viên lăng duy khiết các anh bảo làm sao mà tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi được đây bọn chúng nói cô ấy bị xe đụng phải còn bị đụng đến văng cả người lên lăng duy khiết không dám nghĩ tiếp anh sợ đáp án của câu trả lời khẳng định sợ mất đi khanh khanh bọn họ khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau trời cao không thể tàn nhẫn như vậy được anh lăng anh nhất định phải bình tĩnh không phải người xưa vẫn nói, người ở hiền sẽ được phù hộ sao? Tôi tin cô Lăng nhất định sẽ bình an. Nhìn bộ dạng bi thương tới cùng cực kia của Lăng Duy Khiết, trong lòng mọi người cũng không hề vui vẻ. Nhưng nếu thực sự muốn trách, thì có thể trách bản thân của anh thôi. Suy cho cùng, cũng là do anh không xử lý tốt được vấn đề tình cảm của mình, nên mới dẫn tới tai họa này. Bà ơi, mami sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Mami đã từng nói Sẽ nhìn con và anh trai trưởng thành Còn muốn thấy chúng con cưới vợ Còn muốn ôm cháu trai nữa Tuệ Duệ kéo quần áo của Lăng Duy Khiết Khẽ nức nói Bà ơi, chúng ta đi tìm Mami đi Con rất nhớ Mami Lầm lầm cũng khóc Mặc dù còn nhỏ nhưng bọn chúng Vẫn có thể nghe hiểu được Là Mami chúng đã xảy ra chuyện rồi Bọn chúng muốn Mami Đều là do hồ ly tinh kia làm ra Lăng Duy Khiết dẫn theo hai đứa nhỏ anh muốn dùng người của mình để đi tìm vừa bước ra khỏi cục cảnh sát thì điện thoại của lăng duy khiết vang lên vừa nhìn thì thấy đó là tổ trinh thám thiên cơ lăng duy khiết lập tức nghe điện thoại nhưng cánh tay anh lại run rẩy anh sợ nghe được tin tức khanh khanh gặp chuyện không may lăng duy khiết điều chỉnh lại tâm trạng điện thoại vừa kết nối đã vội vàng nói tiểu lý có phải là có tin tức của vợ tôi không đúng vậy còn một tin nữa ngày hôm qua vợ anh bị xe của thị trưởng đụng chúng bây giờ đang nằm trong bệnh viện nhân tế tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm họ đang tìm người nhà của bệnh nhân tôi nghĩ anh tiểu lý nghe thấy âm thanh tút tút trong điện thoại thì lắc đầu thở dài chỉ có thể nói rằng chuyện tốt thường hay chắc chở từ đầu tới giờ anh ta vẫn luôn giúp lăng duy khiết điều tra đủ loại tin tức cũng nhận được không ít tiền nhưng đối với bọn họ mà nói ngoại trừ việc đây là một khách lớn khó tìm thì giữa hai bên còn có tình cảm nhất định giống như bạn bè vậy nên khi nghe được tin tức này bọn họ cũng cảm thấy buồn thay cho anh lăng duy ghét mang theo hai đứa nhỏ tức tốc chạy tới bệnh viện nhân tế chỉ có điều bọn họ giống như con ruồi không đầu vậy tìm rất lâu mới thấy phòng bệnh của khanh khanh được đưa đến xin lỗi tình trạng của người bệnh không ổn định anh không thể vào được bởi vì thị trưởng đã căn dặn nên phòng bệnh này có người chăm sóc chuyên nghiệp tới trông nom, Người không có phận sự thì không được đi vào Huống chi đây còn là thời điểm quan trọng nhất Chỉ hơi lơ là một chút thôi Cũng có thể khiến Khanh Khanh sớm đi gặp Thượng Đế Nên đương nhiên phải đặc biệt cẩn thận Mami, con muốn Mami Cách một lớp kính trong suốt Lâm Lâm nhìn thấy Khanh Khanh Đang bị cắm đầy các loại dụng cụ bên trong Tiền lớn tiếng khóc Kia là vợ của tôi Tôi muốn vào thăm cô ấy Lăng Duy Khiết viện tay lên bức tường kính, nhìn Khanh Khanh ở bên trong, từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh biết Khanh Khanh nhất định không muốn nhìn thấy anh khóc, cho nên lại giơ tay lau đi. Thế nhưng tiếng khóc của hai đứa trẻ lại càng lớn. Mami ơi, con muốn Mami. Hai đứa nhỏ khóc đòi đi vào bên trong. Người đang trông giữ ở bên ngoài cũng bị ba bố con làm cho cảm động, nên cũng bắt đầu rơi nước mắt. Bạn nhỏ, các con không thể đi vào được đâu, các con đi vào như vậy, rất dễ mang theo vi khuẩn vào. Thay quần áo trước đã được không? Người chăm sóc vừa khóc vừa nói. Thực sự quá đáng thương. Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu nỗi đau mất mẹ. Sau khi ba bố con đang dưới khiết thay quần áo, tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, thì thấy Khanh Khanh bị bọc kín lại như bánh trưng, thì đều khóc lớn. Lúc này, trợ lý thị trưởng cũng đã liên lạc với gia đình thẩm hạo chữ Đồng thời, cục cảnh sát cũng đã nhận được tin tức Tất cả mọi người đều chạy tới Đứng ở bên ngoài phòng bệnh Mọi người nhìn thấy gia đình họ ở bên trong Thì đôi mắt không khỏi ướt đẫm Thầm hạo trự Tại sao có thể như vậy chứ Vất vả lắm cho cả nhà bọn họ mới được đoàn tụ Ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy Thầm hạo trự đỡ lấy mẹ mình đang khóc thút thít bên cạnh Bọn họ không muốn vào thăm khanh khanh Nhưng bác sĩ nói rằng Một lần không thể có quá nhiều người vào Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Nó có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Giọng cha thầm run rẩy. Ông thầm, người bệnh bị thương rất nặng. Khi được đưa tới bệnh viện, đã có tình trạng bị sốc. Hơn nữa xương sườn còn trực tiếp đâm vào phổi. Trong lúc phẫu thuật, là ai? Là ai đã đụng chúng con bé thành ra thế này? Thầm họ trợ bên ngoài gào thét. Thành thật xin lỗi, là lỗi của chúng tôi. Biết được tin đã tìm thấy người nhà của bệnh nhân, thị trưởng vương cũng lập tức chạy tới nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng anh ta cũng cảm thấy rất khó chịu không phải ông thẩm chuyện này không liên quan tới thị trưởng lúc ấy cô thẩm đột nhiên lao tới chúng tôi thư ký của thị trưởng đang muốn giải thích thì lại bị thẩm hạo trựa đấm cho một quả đấm bay ra ngoài thời lượng của tập truyện ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi liệu khanh khanh có tỉnh lại sau cơn nguy kịch vừa rồi hay không thì chúng ta cùng chờ đón ở tập tiếp theo trên kênh HT truyện ngôn tình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo. Bye bye.